Xin mến chào anh em ha. Hôm nay đến đây gặp con mấy cày khủng long đẹp anh em ơi. Trời ơi, má ơi, MF390. Ô, hôm nay xuống hưởng anh em ơi. Đã dữ ta. Rồi ghe lại nè. Ghe lại nè anh em. Ghe luôn. Ô, hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp nha. Nhá trên bờ đây nhá, quay xuống ha. Quá đẹp luôn anh em ơi. MF390. Ô, con này khủng long thành hố nè, nhiều anh em thích mua con này lắm nè. Này con này có máy lạnh nha anh em. Quá đã đời. Trời ơi. Sướng như vậy con này bèo chắc cũng phải 200 mấy chục triệu ha. 200 mấy chục triệu. 250 có đó. Tại vì MF290 thì nó cũng khoảng đâu 240 triệu nếu mà hai giò. Hàng còn đẹp nha anh em. Còn con này là tới 390 luôn mà. Đó, con này thì xài động cơ Birking 4 máy nha anh em. Động cơ Birking 4 máy ha. Trời ơi, nó đang sới rồi má ơi, đi phà phà luôn. Ồ, cái dàn sới này không biết là 2m4 hay là nhiêu đây. Đẹp quá anh em ơi. Đó, đi phà phà luôn. Rồi nhảy xuống nha, đi theo nó luôn nha. Ghi hình trên khi mình xem. Quá đã đời luôn. Anh nhìn thấy không? Cảnh mấy cày trên đình ha. Quá dữ quá dữ. Ô, có con chó sủa bển nữa kìa. Ta đi quay mấy cày với ta có làm gì đâu mà sủa. Quá đẹp. Cái vàng sới này không biết là của chú Út Tài hay bao quen anh em. Cái hộp sọ nó nhìn cái hình vuông nè. Anh nhìn thấy không? Hộp sọ hình vuông ha. Tài bà quan đây quá đẹp. Má ơi, MF390 con này hình như là năm ngoái nha, có quay một con giống giống vậy, không biết phải nó không mà nhớ năm ngoái không có máy lạnh anh em ơi. Cái này chắc mới độ lên máy lạnh nè. Quá đã ha, động cơ Birking 4 máy luôn. Quá im rồi anh ơi. Màu đỏ huyền thoại đẹp luôn nè. Ôi ôi má ơi, nó đẹp kìa. Sướng thiệt, sướng thiệt. Ngày gặp siêu phẩm nha anh em. À, quẹo qua luôn ơi. Quẹo qua luôn. Đây, nó đây. Máu không? Nó đây không? Nó đây. Ôi ôi, máy lạnh. Có máy lạnh là sới biết chừng nào mới mệt hết anh em. Nó đây. Nôn. Khung cảnh máy cày trên nên. Giật luôn. Quá đẹp chất chơi người dơi luôn. Đua luôn em ơi. Đua luôn ha. Quá đã. Đây. Chưa bấm luôn. Máy cày trên nên. Đẹp khen luôn, con này chắc 200 mấy chục triệu hả anh em. Nó để tài xế rảnh thì nhớ hỏi ha, mới biết được thông tin. Còn con này là nếu như MF290 nó 80 HP thì con này là 80 mấy 90 HP luôn đó anh em. MF390 ha, đẹp quá chất, nước cắt luôn. Đèn đuốc này nọ. Ô, làm được chuẩn quá. Cái turbo ở trên đó nè. Đó. Con này không biết có turbo không ha. Nó cái tài xế trẻ lái nha. Tài xế trẻ lái. Rồi, đi tiếp luôn. Quá đã, chắc chơi người dơi. Rồi, quẹo quá luôn. Quẹo quá. Đó. Qua luôn nè. Nô. Quá đã. Nhìn thấy không? Đã ghê không? Tứ hưởng rồi. Cho các vị thật luôn. Nô. Máy cày tên anh. Quá đẹp anh em ơi. Cái bánh này là như 18-430 á. Cái này, cái tiếp này thì có thể xài bánh lớn được ha.
nhưng mà anh chủ cái cài đó anh thích chơi cái bánh cỡ như vậy thôi, bánh lớn nữa thì bánh nó bự quá, nhiều khi nó không có sới theo cái kiểu anh muốn được. Rồi tiếp anh em ơi, rồi chút chơi người chơi không, ôi máng chai nước ở sao luôn kìa. Này là vàng sới, vàng sới bây giờ nghe nói đóng mới là cỡ 50 mấy triệu nha anh em, 50 mấy triệu một cái vàng sới mới, quá đã không. Cái đồng này mới đốt rơm nữa anh em, mới đốt rơm, quá đã quá đã. Hình ảnh anh em xem là mấy cày Maxi Ferguson 390 đó, anh em thấy không, hành trình bê tông nó cỡ trên 100 ha. Rồi quẹo lỡ luôn, rồi con ơi quẹo lỡ luôn, chiếc phẩm mấy cài, chiếc phẩm mấy cài, ít chơi người chơi luôn, lỡ luôn gặp ở đâu, lỡ luôn, tới luôn, tới luôn. Ô ô, nó qua chỗ nước luôn em ơi, nó qua chỗ nước luôn rồi, nước luôn rồi, chơi người chơi luôn. Ở cái đồng này thì có cái dũng đó, dũng đó bị trũng rồi nè, hôm nay mưa nhiều quá, hôm nay mới bớt lại ha. Đây nè, cái này nó giọt nè, chơi luôn anh ơi, chơi luôn anh ơi. Đó, nhìn thấy không, không cảm mấy cà tây ninh ngược sáng nhưng mà máy nhã lẫn lên đẹp ha. Đây, chơi luôn, chơi luôn, chơi người chơi đã anh em ơi, số hưởng, số hưởng hay hơn quá. Đi tới đây thì gặp con siêu phẩm này đó. Cái vỏ sau là 18-430 nha anh em, còn cái vỏ trước thì có lẽ là khoảng 24 thôi. Luôn 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 quá đã không, quá đã không, luôn 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 luôn. Cái đùi con này là đùi thẳng nha anh em đó. Cái hay của nó là nó có máy lạnh nè, bữa nhớ quay con gì giờ MF3065 nó có máy lạnh luôn, có vàng nghe nhạc thì đang bán với giá là 230 triệu nha anh em. Anh em là thích thì liên hệ nhớ dẫn đi mua ha, nhớ quen chủ thì nói nó dễ hơn. Rồi tới luôn, tới luôn, tới luôn anh ơi, tới luôn anh ơi, quá đã, quá đã. Hình ảnh máy cày tây ninh hưởng, số hưởng luôn. Chạy qua anh ơi, nhìn thấy không, cảnh máy cày tây ninh chạy luôn. Rồi nhà, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha, bye bye.